mình phải công bằng mà nói là có va chạm nhưng không thấy hình thức đàn áp một lộ liễu như năm trước. Mặc dù có một số bạn trẻ cũng đã bị bắt đi và chúng tôi không giải vây được. Anh Lê Hữu Đằng là xông ra trước cái mũi xe để chặn nhưng mà anh bị đẩy vào lề, thế là cái xe chạy mất. Và tôi thấy là lực lượng an ninh họ cũng đi theo để giữ trật tự cho không bị kẹt xe đó. Một số anh em dọc đường thì nghe bảo rằng cũng bị đi theo và muốn đưa về đồn chẳng hạn. Tôi cũng có hai người đi theo nhưng tôi cắt đuôi. Tôi không biết họ đi theo tôi làm gì bởi vì họ biết rằng thái độ của tôi đến đó là đủ. Chẳng lẽ đi theo là bắt tôi? Bắt tôi thì lý do gì? Thưa anh, cái số người tham gia có đông không và hình như không mang biểu ngữ gì hết phải không ạ? Có lẽ đó là một cái hơi bất ngờ. Từ khoảng 10 giờ đầu đi thì khoảng 500 người. Còn khẩu hiệu thì chỉ có Andrian Andrat và Hồ Cương Quyết á, viết một cái bảng và một vài bạn trẻ cũng có vài cái khẩu hiệu in. Có lẽ là trong điều kiện những ngày trước thì các bạn cũng có phần hoang mang là không biết nhà nước đàn áp hay bật đèn xanh. Thế thì chúng tôi thì chỉ nghĩ rằng là dù đàn áp hay bật đèn xanh gì thì thái độ đúng thì mình cứ làm thôi. Thế nên tôi đoán là chính vì thế các bạn không có chuẩn bị khẩu hiệu. Tất nhiên cái này là do chúng tôi đoán thôi. Nhưng mà khẩu hiệu năm nay ít. Với lại... đảm bảo trật tự nơi công cộng, để đảm bảo trật tự chung, chúng tôi yêu cầu đồng bào giải tán khỏi khu vực trên. Các lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn đồng bào chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu của cơ quan bảo vệ pháp luật. Các trường hợp lợi dụng tập trung đông người gây mất an ninh trật tự nơi công cộng vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Chúng tôi yêu cầu đồng bào chấp hành nghiêm túc để đảm bảo an ninh trật tự.